các nhà khoa học Mỹ khi nghiên cứu chuyên sâu về tóc theo xu hướng cá thể hóa cũng phát hiện có sự khác biệt ở nam và nữ trong quá trình rụng tóc và mọc tóc, đặc biệt là phát hiện mới về những ảnh hưởng của thần kinh nội tiết đóng vai trò điều phối hoạt động và phát triển của tế bào mầm tóc, thì sự khác biệt về mái tóc của nam và nữ càng rõ nét. Cụ thể, ở nữ giới, thần kinh nội tiết sẽ huy động và sắp xếp nhiều tế bào mầm tóc phù hợp để kéo dài giai đoạn mọc, đồng thời huy động lượng protein, vitamin và các chất vi lượng đến nuôi dưỡng tóc. Do đó, tóc của nữ giới thường dài và mềm mượt hơn. Tuy nhiên, việc trải qua các giai đoạn cho con bú, dùng thuốc ngừa thai hoặc tiền mãn kinh khiến thần kinh nội tiết của nữ bị rối loạn, dinh dưỡng mất cân bằng, kèm theo các vấn đề về tâm lý như căng thẳng, lo âu và đặc biệt là thường xuyên lạm dụng hóa chất để làm đẹp cho tóc, gây suy yếu và tổn thương tế bào mầm tóc, gây rụng tóc nhiều. Nữ giới thường có 3 kiểu rụng: rụng đều gây thưa tóc, rụng đường ngôi giữa giống hình cây thông, rụng ở đỉnh đầu khiến tóc khó mọc trở lại. Trong khi đó, nam giới có 2 kiểu rụng phổ biến: kiểu rụng chữ U, chữ M, mất đường tóc trán, gắn liền với những yếu tố như tuổi tác, tính di truyền, căng thẳng, đặc biệt là sự tăng giảm bất thường của testosterone làm tăng sinh dihydrotestosterone, mới là những nguyên nhân làm suy giảm hoạt động của tế bào mầm tóc. Tóc rụng nhiều dễ dẫn đến hói đầu. Như vậy, những phát hiện về tế bào mầm tóc và sự khác biệt trong cơ chế rụng mọc giữa nam và nữ đã mang lại một cuộc cách mạng mới, thay đổi toàn diện quan điểm về chăm sóc, bảo vệ tóc, đó chính là bảo vệ và thúc đẩy tế bào mầm tóc theo cơ chế chuyên biệt riêng cho nam và chuyên biệt riêng cho nữ.